Rồi thầy chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc lớp 6 ngày hôm nay. Như vậy ngày hôm nay chúng ta là sang tiết thứ 7 rồi Thảo nào. Tiết thứ 7 hôm nay chúng ta khá ngắn gọn thôi ha, nhưng mà lớp chúng ta cố gắng tập trung cho thầy nha. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ ôn hết lại hai bài hát chúng ta học từ đầu năm tới giờ, và để chuẩn bị cho tiết sau mình chuẩn bị làm bài kiểm tra một tiết cho thầy nha. Rồi ở tiết thứ 7 mình sẽ tiến hành ôn tập và kiểm tra vào tuần sau. Ôn tập thì nói chung là chúng ta chỉ cần hát cho tốt, đánh nhịp tốt, đánh phách tốt và làm các động tác body mà chúng ta đã học á tốt thì chúng ta sẽ được điểm cao. Như vậy phần 1 chúng ta sẽ ôn lại bài hát Mùa Khai Trường. Bài hát này sáng tác của nhạc sĩ Phan Việt Phương, được viết theo nhịp 2-4. Cách hát là vui tươi và hát một cách hồn nhiên. Giờ chúng ta ôn lại nha. Cả lớp sẽ cùng nhau hát lại cho thuộc cái lời bài hát này. Đây là bài hát Mùa Khai Trường. Ríu riết từng bầy chim nhỏ với khăn quàng đỏ thắm trên vai, vui tới lớp em vui tới trường, chào những trưa mùa hè ấm áp. Mùa thu sang theo bông cúc vàng, màu hoa mang màu ống mặt trời. Tùng 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 tiếng trống reo vui, từng gương mặt nhìn nhau háo hức, lung linh mắt xôn xao nụ cười, mau tới trường mừng năm học mới. Tùng 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 tiếng trống hân hoan, khuyên em học tập chăm ngoan nhé. Tùng 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 tiếng trống ca vang, mùa thu sang là mùa khai trường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráng cố gắng hát cho giống thầy nha. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ ôn tập sang bài hát thứ hai, bài hát Tiếng Chuông Và Ngọn Cờ. Bài hát này nhạc và lời được sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài được viết theo nhịp 2-4 và cách hát là mình hát theo nhịp đi ha, có nghĩa là mình hát từng nhịp vững chắc và hát đều cho thầy ha, hát chắc và hát đều. Giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta cũng cần phải hát thuộc bài hát này ha.
gái đất thân yêu, lòng chúng em dịp bao tự hào. Một quả cầu đẹp tươi lung linh giữa trời sao. Trái đất chính là nhà bao gắn bó thiết tha, và bạn nhỏ gần xa đây chính gia đình của ta. Bong binh bong hồi chuông ngân vang khắp nơi, trong khúc ca đầy tình yêu thương sáng ngời. Bong binh bong cờ bay giữa tiếng chuông ngân, hãy phất cao lên lá cờ hòa bình. Rồi chúng ta cùng hát tiếp. Bừng sáng lên môi sớm bình minh, tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ vừa hát vừa bỏ phát bài mùa thu là mùa khai trường nhé. Rồi chúng ta cùng hát lại, nhưng mà lần này chúng ta vừa hát vừa bỏ phát nha, phải hát thuộc bài luôn chứ thầy. Thank you.
Rồi tiếp theo chúng ta lại cũng vừa hát vừa gõ phát bài hát thứ hai nhé, bài hát Tiếng Chuông và Ngọn Cờ. Rồi tiếp theo ở phần kiểm tra định kỳ vào tiết ở tuần sau thì chúng ta nhớ thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ lấy lin của bài hát mình thu sẵn cho thầy, mình chọn một trong hai bài mùa khai trường, hay bạn nào thích bài Tiếng Chuông và Ngọn Cờ thì mình sẽ chọn một bài và thu vào clip lưu trong điện thoại hoặc trong máy tính để đó cho thầy ha. Rồi tuần sau khi mà làm bài kiểm tra một tiết thì mình sẽ nộp vào, thế là xong nha. Bạn nào không có là nộp làm bài không kịp đáng chịu nha. Rồi tiết học chúng ta kết thúc, giờ thầy sẽ gửi một cái link
Lin, trong đó là có một bài hát của khai trường và Lin bài tiếng Trung và ngọn cờ. Chúng ta hát theo cái Lin đó. Rồi chúng ta sẽ tải lên một cái Lin khác, thầy sẽ cho để nộp bài, một Lin để nộp bài nữa.